một điều nhiều người bất ngờ là dọc đường đi tu của thầy Thích Minh Tuệ mặc dù đoàn rất đông nhưng mọi người giờ đây đã trật tự hơn. Chính quyền địa phương và công an giúp đỡ rất nhiệt tình. Họ nhận được chỉ thị của cấp trên là phải bảo vệ trật tự rất tốt và không được làm điều gì ảnh hưởng đến quyền tự do tín ngưỡng của người dân. Đó là một điều rất tốt. Hơn nữa, truyền thông theo dõi 24 trên 24. Có chuyện gì xảy ra không hay, người ta biết ngay. Và họ sẽ bị kỷ luật. Nhưng chúng tôi còn hy vọng hơn thế. Nên chăng chính phủ nên phát động một phong trào học tập. Tấm gương không tham nhũng, không thích vật chất. Kỷ luật giới của Ngài Thích Minh Tuệ một người bằng xương bằng thịt trước mắt mình. Mình thấy hàng ngày trên các video, mọi người đều biết cả thì học tập tầm gương đạo đức của Ngài Minh Tuệ có vẻ dễ thực hiện hơn. Chứ học bác Hồ thì quá tuyệt vời nhưng mà quá khó. Thời bác sống đã qua lâu rồi, khác hẳn với thời ngày nay. Nếu học được thầy Minh Tuệ thì cuộc chiến chống tham nhũng chắc chắn là thành công vĩ đại. Cũng Trọng vào các đôi đề của mình không phải quá mệt mỏi tìm củi. Càng trống càng bắt bờ thì củi càng nhiều. Thực sự đảng nên phát động một phong trào học tập minh tuệ. Không ham mê vật chất, không ham mê tiểu sắc. Tất nhiên là không thể học được cả 10 phần, học 10 phần nhưng mà giữ được một thì cũng là quý rồi áp dụng một cách sáng tạo còn áp dụng các quan phải ăn một ngày một bữa thì không thể nào thực hiện được mục đích là để các quan không say mê vật chất vật chất không quan trọng như họ tưởng chỉ yêu cầu các quan biết đủ là đủ lương 15 triệu cũng đủ sống rồi với cán bộ cao cấp còn có chế độ rất cao chế độ nhà công vụ, chế độ công tác phí. Tuy rằng mức lương không quá cao, nhưng so với người dân Việt Nam bây giờ, 15 triệu một tháng cũng là rất tốt. Quý vị nghĩ điều này có thể thực hiện được không? Cái khổ của các quan chức cao cấp bây giờ là vượt sướng, không phải là vượt khổ mà vượt sướng như thế nào. Làm lãnh đạo, làm cách mạng, làm cho việc công ích mà quá sướng là rất khổ không thể thành người tốt được có quá nhiều cảm dụ vì sao các ông ấy bây giờ đi làm cũng đòi hỏi xe ô tô riêng không chịu đi xe máy không chịu đi xe buýt chúng tôi nói điều này một cách rất nghiêm túc bởi vì làm lãnh đạo mà còn tham sân si với những người mắc bệnh như vậy thì chỉ còn một liều thuốc là bắt buộc họ phải học đạo đức tác phong của thầy thích minh tuệ Người không tham lam thì không thể vào lò được. Tất cả tội lỗi cũng chỉ vì lòng tham. Rất tuyệt vời nếu như Ban cho hành Trung ương có sáng kiến là mỗi khi Thầy Thích Minh Tuệ đến tỉnh nào thì bí thư tỉnh đấy, chủ tịch tỉnh đấy phải đi cùng ngài, đi bộ Hà Nội để học tập đạo đức tác phong của Ngài Thích Minh Tuệ. Chúng tôi tin rằng lo bắc trọng chỉ cần một năm chỉ cần một năm thôi thực hiện chính sách này cho các bí thư và chủ tịch tỉnh đi theo thầy thích minh tuệ trong phần lãnh thổ của tỉnh họ thì đảng ta trong sạch như xưa chúng tôi cũng đề nghị ban tôn giáo chính phủ ra một chính sách là cấm cúng dường ở tất cả các chùa và sau một năm có kết quả ngay tất cả những sư còn ở lại chùa sau một năm đều là các chân tu các nhà sư chân chính còn những ai lặn mất tâm tức là sư rộng trong dư luận xã hội nước ta phần lớn người dân cho rằng nhà sư thích mình tệ là sư thật là chân tu bên cạnh đó còn một số người đặc biệt là các nhà sư thuộc giáo hội việt nam họ lại suy nghĩ tiêu cực khá tiêu cực về nhà sư thích minh tuệ thậm chí đã có một nhà sư nói là nhà sư minh tuệ là một cái thằng bát trợn nhưng chúng ta hiểu rằng ở việt nam có hai tổ chức phật giáo những người không thích nhà sư thích minh tuệ Phương là thuộc Hội Phật giáo được nhà nước Việt Nam ủng hộ. ở thích cúng dường. Trong khi đó thầy Minh Tuệ lại không cúng dường. Đặc biệt là không hề nhận tiền. Buông bỏ tất cả. Nhận xét của các nhà sư thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thì lại có nhiều thiện cảm đối với nhà sư Thích Minh Tuệ. Tổ chức Phật giáo này là một tổ chức độc lập không được nhà nước Việt Nam ủng hộ nên cái nhìn của họ khách quan hơn. Cụ thể nhà sư Thích Đồng Long các người sư Minh Tuệ hết lời ông cho rằng đây là trường hợp rất hiếm có. Rất hiếm sư có thể làm được như ngài Minh Tuệ. Khi người ta hỏi Minh Tuệ là vì sao thầy không tu trong một nhà chùa Thầy không trả lời cụ thể Bởi vì Nếu nhắc cụ thể là ngôi chùa nào Thì ảnh hưởng đến người già Ngài tránh làm họ giận dữ Ngài chỉ nói là Có người vào chùa rồi Thì lại bỏ chùa mà đi Vì không còn mê đắm gì nữa Tức là thầy đã ở chùa một thời gian Thì cảm thấy Cách tu đó mình không thích không hợp với cách nghĩ của mình. gần đây chúng ta đã thấy một công văn của hội phật giáo việt nam. tuyên bố rằng thầy minh tuệ không phải là biên chế của hội phật giáo việt nam. về điều này thì tu sĩ thích đồng lòng. không đồng ý ông cho rằng người tu thật sự thì không phải theo đuổi một tổ chức nào. nói như công văn của hội phật giáo việt nam là một cách nhìn rất sai lầm, thể hiện sự thiếu tự do tôn giáo. Và tu sĩ Long nói tiếp, Thời Đức Phật hoàn toàn không có giáo hội nào cả, chỉ có tinh thần chánh pháp và những lời dạy của Phật. Bất cứ ai theo đúng những lời Phật dạy thì đều là người tu thật. Còn những ai là thành viên của một tổ chức Phật giáo nhưng lại đi ngược những lời Phật dạy thì đó là người giả tu. Nhận xét về tình hình Phật giáo của Việt Nam, nhiều ý kiến cho rằng Phật giáo Việt Nam đang khủng hoảng. Tăng sĩ thì rất đông, chùa chiền thì rất lớn và rất nhiều. Nhưng đời sống tinh thần theo giáo lý thì nông cạn và thoái hóa.